Nói đến sự kiện về trò chơi điện tử nè, chắc hẳn là 80% các bạn sẽ nghĩ đến các giải đấu, giao lưu hay là kiểu mấy ông con trai ngồi chơi game giống kiểu này đúng không? Không luôn nha. Hôm nay, Mọt Game sẽ giúp các bạn được mở rộng tầm mắt thông qua buổi tham gia Vietnam Gamers 2024, ngày hội trò chơi điện tử với quy mô cực lớn được tổ chức trong 2 ngày 11-12 tháng 5 vừa qua. Ngoài chơi game ra, ngày hội còn có những bất ngờ gì cho các game thủ? Cùng chúng mình khám phá nhé. Trước khi khám phá nội dung hấp dẫn của ngày hôm nay thì đừng quên để lại cho kênh YouTube của Mọt Game một like, một subscribe, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sắp tới của chúng mình. Còn bây giờ, theo chân Celia và Merin đến với ngày hội trò chơi điện tử năm 2024 thôi nhé. Let's go! Từ 9 giờ sáng ngày 11 tháng 5, chúng mình đã có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia sự kiện. Khu vực tổ chức thực sự rất là rộng nè. Từ cổng vào, chúng mình đã thấy rất đông người check-in, dù phần chính của sự kiện còn chưa bắt đầu và cửa vào cũng chỉ mới được mở thôi. Như này là đủ cho các bạn thấy được sức hấp dẫn của Vietnam Gamers 2024 rồi đúng không nào? Bước vào bên trong khu vực tổ chức, chúng mình tiếp tục bị choáng ngợp với cái không khí sôi động và bùng nổ bên trong. Nơi này thì đang cực kỳ đông luôn và cũng có không ít những trai xinh, gái đẹp mặc đồ cực kỳ khí chất giống y chang của mình vậy đó. Mình và Merin cảm thấy rất là hào hứng khi được thấy các bạn có đam mê cosplay xuất hiện tại sự kiện này. Sân khấu chính của Vietnam Gamers được trang hoàng rực rỡ, ánh đèn lộng lẫy không kém như các sự kiện âm nhạc đình đám đâu nha. Các ca sĩ KOL đến biểu diễn ngày hôm nay cũng cực kỳ cháy luôn. Mình ấn tượng nhất là màn trình diễn ca khúc chủ đề của Chung kết Thế giới 2023, bài Ghost đình đám, cover lại của nhóm nhạc New Jeans. Phía xung quanh sân khấu là các booth cam của các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành và tham gia Gameverse. Chúng mình đã đi một vòng khám phá các cam và check-in. Đây là khu vực của VNG Game, nhà phát hành nhiều tựa game đình đám, cũng là một đối tác quen thuộc của nhà Mọt chúng mình. Trời ơi, coi mình và Miri làm mấy cái trò đấu hài nè, mắc cười không? Cam của Gosu cũng rất là đỉnh với những mô hình được trưng bày, những chị gái cực kỳ slay đang biểu diễn nữa nè. Đây là booth của VTC Mobile, VTC Game, nhà tài trợ của Vietnam Gamers này. Đông quá đúng không mọi người? Thì đây là khu vực có nhiều hoạt động giao lưu vô cùng hấp dẫn nhất. Những khu vực khác của Multimedia Arena, FPT cũng đều rất là đông người tham gia luôn đó nha. Đông nhất chắc là vẫn là nơi tham gia giao lưu của các tuyển thủ FPT Flash AOV và Valorant ở đầu video á. Các tuyển thủ của nhà chớp cam có sức hút đến kỳ lạ. Tiếng trò chơi hòa với tiếng bình luận khiến cho không gian của hội trường trở nên vô cùng cuồng nhiệt luôn. Xem tụi mình gặp được ai nè. Đây không phải là game eSports, đội tuyển mới cách đây mấy ngày còn thi đấu ở MSI ở Thành Đô hay sao? Vậy mà họ cũng trở về tham gia Gameverse đấy. Chúng mình tới ngay khu vực của Monster để cùng giao lưu với game eSports. Cảm ơn các anh đã tham dự vào buổi phỏng vấn của Mọt Game ngày hôm nay. Và em là Tường Minh. Lời đầu tiên thì em muốn chúc mừng các anh đã hoàn thành hành trình của mình tại MSI 2024 ở Thành Đô. Và đầu tiên muốn hỏi anh kia nha, cảm xúc của anh như thế nào vì đây là lần thứ 2 mà anh tham dự MSI rồi? Thì cảm xúc của mình khá là vui vì đây là lần thứ hai mình thi đấu FI. Thì FI so với FI lần này là mình có kết quả rồi là tương đối tốt so với lần trước. Thì mình cảm thấy cũng vui một chút. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn cần phải làm tốt hơn nữa. Vâng, đối với khán giả như chúng em thì hành trình vừa qua của MSI của Gam đã là một hành trình rất là tuyệt vời rồi. Thì không biết là khoảnh khắc nào tại MSI vừa rồi khiến cho anh cảm thấy đáng nhớ nhất? Thì khoảnh khắc gọi là ấn tượng và khoảnh khắc hay nhất và ấn tượng với mình thì chắc là khoảnh khắc những khoảnh khắc mà những thành viên sẽ có hai thành viên lần đầu tiên ra cũng thi đấu quốc tế. Thì mình cảm thấy những thành viên thi đấu rất là tốt và rất là ấn tượng. Thì mình cũng muốn cảm ơn Easylove và Imo vì hai bạn thi đấu rất là tốt, vì lần đầu tiên hai bạn ra quốc tế rồi nên là thi đấu về mình nghĩ cũng là tốt rồi. Anh Easylove có thể cho em hỏi là trong lần đầu tiên ra quốc tế thì đã có thêm những kinh nghiệm gì sau lần MSI lần này không ạ? Kinh nghiệm của em thì là sau lần thi đấu tới đầu tiên thì em nghĩ điều quan trọng nhất là về vấn đề tâm lý và sức khỏe, mình phải giữ được vững hai cái đó thì mình mới có thể chơi được cái sân khấu quốc tế một cách
kiểu đúng sự lực nhất của mình. Và với anh Izzy thì sao, một thành viên mà mới đầu đến Gabi Sport vào giai đoạn playoff thì không biết là có bí quyết nào để anh kết hợp tốt với Leo không ạ? Thì cái lối đánh giữa em với lại Elio thì nó không có được đồng điệu với nhau lắm. Nên là hai đứa cũng cố gắng nói chuyện và cũng như là cả team cũng cố gắng kết nối hai đứa nhiều hơn. Nên là em nghĩ là từ cuộc sống bên ngoài nó tác động vô game nhiều. Hai đứa kiểu hiểu nhau hơn. Dù sao thì hành trình của Gam tại Thành Đô em cảm giác như là đã viên mãn rồi. Các anh đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể trở lại Việt Nam. Và mặc dù hành trình đã khép lại nhưng mà em tin rằng các khán giả ủng hộ Gam Esports thì vẫn sẽ tiếp tục vui vì cái kết quả này. Vậy thì mọi người có thể đưa ra một chút để dự đoán nhà vô địch MSI năm nay được không ạ? Mời anh kia nha. Theo mình thì nếu mà nói về nhà vô địch FA lần này thì mình nghĩ đó là đội Genji. Anh kia tin tưởng là Genji sẽ là nhà vô địch. Mình là hay nghĩ là T1, nhưng mình là fan ruột của T1. Mình cũng giống bạn luôn là fan T1. Để cho em hỏi nốt một câu cuối cùng là mọi người đến với mùa hè thì mọi người có còn đồng hành với Gam Esports không? Vì em thấy anh Izzy là một tuyển thủ mà được bổ sung vào dàn đội hình của Gam Esports. Mình vẫn tiếp tục đồng hành với Gam và không chỉ là trong mùa hè và có đỡ là năm sau nữa. Cá nhân em gọi là Gam sẽ cố gắng trở lại một mùa giải quốc nội thật rực rỡ và em mong là Gam Esports vẫn sẽ tiếp tục là lá cờ đi xếp tại trận chơi chung kết thế giới năm nay. Chào yêu, mọi người sẽ là tốt hơn nha. Em cảm ơn. Đáng tiếc rằng vì không gian trong nhà thi đấu hơi ồn nên là chúng mình phỏng vấn không được thành công cho lắm. Nhưng mà không sao, đây vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời của ngày đầu tiên. Bất ngờ nhất với chúng mình đó chính là ngày thứ hai của Gameverse, thậm chí là còn đông hơn ngày đầu tiên luôn. Các bạn đến đây tham gia rất là đông và nhiệt tình luôn nè. Chúng mình cũng được xin chụp hình liên tục. Có lẽ là mọi người đều nhận ra là Marin đang cosplay Ari Chiêu Hồn Thiên Hồ, một ngoại trang mà men hồ ly nào cũng yêu thích. Dạo một vòng ngày 2 thì chúng mình cũng phải đi nghịch ngợm những thứ vô tri nữa đúng không nào? Chẳng hạn như là chú ông này nè. Và luôn cả anh bạn thỏ hồng thân thiện ở vũ trụ Audition huyền thoại nữa chứ. Quá là dễ thương luôn á nha. Chụp ảnh giữa dòng người nhưng mà photographer của tụi mình vẫn bắt được thành công nhiều góc hình rất là ấn tượng luôn đó nha. Nhìn chung thì tham gia Vietnam Gameverse 2024 là một trải nghiệm thú vị của nhà mọt game chúng mình trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Không chỉ gặp gỡ, giao lưu với những người nổi tiếng trong giới mà chúng mình còn làm quen được thêm nhiều người bạn có cùng sở thích về game nữa. Mình tin rằng những chia sẻ về ngày hội trò chơi điện tử này cũng sẽ giúp các bạn có thêm những góc nhìn rộng mở hơn về giới game thủ, rằng hệ sinh thái game rất thú vị và phong phú. Không chỉ bó buộc chúng ta ở những hoạt động như thi đấu hay là chơi game, ở những sự kiện tương tự tiếp theo, đừng bỏ lỡ các bạn nhé. Mình tin rằng với sức hút của Vietnam Gameverse 2024, trong tương lai cũng sẽ có thêm những hoạt động bùng nổ như vậy nữa. Vậy thì chúng mình đã hoàn thành xong 2 ngày dã ngoại cũng như là những dư âm vẫn còn sâu trong lòng mình, hay là cả Marin cùng với các thành viên của Mod Game. Trên đây là những chia sẻ của mình về 2 ngày đáng nhớ đó. Còn bạn thì sao? Bạn có tham dự Vietnam Gameverse 2024 hôm trước không? Nếu có thì đừng quên cho chúng mình biết về những trải nghiệm của các bạn tại ngày hội này nhé. Và một lần nữa, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và subscribe kênh YouTube của Mod Game để đón chờ những video tiếp theo trong tương lai nhé. Và mình là Felia, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!